Dư luận đang xôn xao về vụ việc Sơn Thanh Tuấn, 31 tuổi, ở khóm 3, phường 7, thành phố Trà Vinh, đột nhập căn biệt thự của gia đình ông Phan Thanh Sơn, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh để cậy két sắt lấy đi số tài sản cực lớn. Đây là số tài sản công an tìm thấy khi bắt giữ Sơn Thanh Tuấn. Trước đó, vào chiều tối ngày 3 tháng 5 năm 2021, ông Phan Thanh Sơn, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh đến công an tỉnh trình báo mất 66 lượng vàng SJC và 35.000 đô la Mỹ, tổng trị giá tương đương khoảng hơn 5 tỷ đồng. Theo trình báo của ông Sơn, kẻ trộm đã đột nhập căn biệt thự của gia đình ông Sơn tại khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, cậy két sắt lấy đi số tài sản này. Thời điểm đó, ông Sơn đang đi ăn tiệc ở nhà vợ. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã đề xuất và được đại tá Vũ Hoài Bắc, giám đốc công an tỉnh, chỉ đạo lập chuyên án để truy bắt kẻ trộm. Theo công an tỉnh Trà Vinh, vụ án này là vụ trộm với tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay. Đối tượng gây án đã rất liều lĩnh, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn đối với người bị hại và gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Đến sáng ngày 7 tháng 5 năm 2021, ban chuyên án đã có đủ chứng cứ để khẳng định Sơn Thanh Tuấn chính là thủ phạm. Trưa ngày 7 tháng 5, khi Tuấn đang chuẩn bị trốn khỏi địa phương thì bị lực lượng chức năng ập vào nhà và bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 8 tháng 5, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã cùng chủ trì buổi họp báo thông tin về quá trình phá nhanh vụ án này. Lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi nhận trình báo tố giác tội phạm của ông Phan Thanh Sơn, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên, việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn do thông tin có liên quan đến kẻ trộm từ hiện trường vụ án rất ít. Vì vậy, ban chuyên án đã phải sàng lọc hơn 100 đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh mới xác định được Sơn Thanh Tuấn là thủ phạm. Lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ được 60 lượng vàng SJC tại nhà Tuấn. Phần tài sản chênh lệch so với trình báo của nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục đấu tranh với đối tượng và truy tìm dấu vết, đường đi của các tài sản bị mất. Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Sơn Thanh Tuấn nghiện ma túy rất nặng, từ lúc bị bắt đến giờ, Tuấn vẫn đang ở trạng thái chưa tỉnh táo. Tuy nhiên, Tuấn khai là đã đi đổi đô la Mỹ và bán vàng lấy tiền Việt Nam đồng để tiêu xài. Đồng thời, Tuấn còn mua lại vàng trang sức tặng cho một số người làm quà. Tuấn cho biết chỉ gây án một mình và không có đồng phạm giúp sức. Trước khi lấy xà beng tại nhà ông Sơn để cậy két sắt, Sơn Thanh Tuấn đã mở tủ lạnh ra uống liên tục 3 hộp sữa để lấy sức. Theo hồ sơ của công an, Sơn Thanh Tuấn có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án trộm cắp tài sản và một vụ hiếp dâm. Tuấn thường xuyên chạy xe đạp đi dạo tìm sơ hở để trộm cắp vặt trên địa bàn thành phố Trà Vinh và một số khu vực lân cận. Đặc biệt, Tuấn có thói quen trộm vào buổi chiều, di chuyển bằng xe đạp và rất ngẫu hứng khi không chuẩn bị dụng cụ hay điều nghiên đối tượng trước khi ra tay. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Sơn Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản.